Thưa khán giả, cấm là đổ, đó là chuyện của cái bản cấm đổ rác và những bãi rác bừa bãi trên quốc lộ 22B, đoạn qua xã Đông Khởi, huyện Châu Thành mà phóng viên chúng tôi đã ghi nhận được. Đây là một bãi rác nằm ngay sát lề đường của quốc lộ 22B, thuộc địa phận ấp Tua 2, xã Đông Khởi. Rác sinh hoạt, chai lọ đã qua sử dụng, tất cả đều được đổ ở đây. Rác bị phân hủy bốc mùi hôi thối, trong khi hai bản cấm đổ rác vẫn còn rất mới. Một bản trong số đó vẫn còn nguyên lớp giấy màu trắng che bên ngoài, chưa được bóc ra. Cách đó không xa, đoạn qua khu vực ấp Cày Xiên cũng xuất hiện một bãi rác bừa bãi ngay bên lề đường, cũng có tấm bảng cấm đổ rác vẫn còn mới tinh. Cấm thì cấm, đổ thì đổ. Dường như không ai quan tâm tới những bảng cấm đổ rác và mức xử phạt cho hành vi đổ rác bừa bãi được ghi rất rõ ràng trên bảng. Theo quy định của pháp luật, xử phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi dứt thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định. Do đó, cùng với việc cấm các bảng cấm đổ rác, chính quyền địa phương cũng cần căn cứ theo quy định của pháp luật để xử lý nghiêm các hành vi đổ rác bừa bãi, cũng như có giải pháp xử lý dọn dẹp các bãi rác như thế này.